Rồi Huyền Tiên xin chào các bạn cô chú nha. Đã quay trở lại với kênh của Huyền Tiên và mình cùng nhau đánh lưu đồng. Giờ mình đem đâu là đây ha. Anh biết cái chú này ai không? Gì? Ba nuôi gì của anh Sơn đó. Gì hả? Ờ, bữa dẫn mình qua bên bà cụ đó. Ảnh gì hả? Ờ, biết nha. Chủ ấp mà. Hả? Chủ ấp mà. Hả, ông qua chủ ấp. Nói vậy chứ mà chưa ấp mà. Đâu, ok tâm. Giờ mình đem mình làm đi, cho nhanh đi. Ừ. Ừ. Quên nữa. Anh điện cúng cái. À, anh điện đi. Điện cúng cái là. Đó ngồi đâu đánh? Đâu chỗ mát kìa, đâu đó đi. Đang lên qua trại đàn á đánh. Nổ cũng khè ghét à. Ơi trong ghế mình quá trời nhiều mà sao nó mất tiêu hết trơn à. Anh lấy bịch giấy nữa luôn kìa. Đâu? Cái thằng á. Ừ, chứ anh sẽ đọc đấy. Cứ nói không à, không làm cứ. Ủa, giờ kêu nó mà nói mà. Thì vậy thì thử đi, chưa gì hết à. Tự ra không à. Thì mà để mình coi có được không? Ông xong hay chịu không mà. Sao có lại cái kiểu đâu. Làm đi ha. Nè. Làm nhiều lọc nhiều, làm ít lọc ít. Ruộng đây à. Không làm không lọc luôn. Làm cái đó à. Thì... có bàn chả đánh ăn không? Cái này lấy kem đánh răng. Đi dai mà. Ờ, với lấy cái bàn chả đánh răng. Cái máy đâu? Đưa đưa đưa. Kem kem với chanh nhảy. Nhưng mà có chanh là còn hay nữa. Chanh nhảy là lại. Anh nghĩ là giấm với chanh. Giấm muối. Lẹ lắm, chanh nó lẹ lắm. Cứ chi cái rồi ớt. Rồi ai đánh thì nhào vô ha. Không, chị có ghế. Ôi, đánh này sáng mứng luôn nè. Sáng mứng, sáng mứng, sáng vậy. Được không? Đi thật rồi. Đậu chị ha, chị khôn quá, đậu chị khôn. Ôi, bạn nhỏ. Cái này đi mua mấy cây bằng chải nữa, chà mấy cái khoai văn á. Đúng rồi. Chứ không có bằng chải không có chà được đâu. Sáng mứng luôn nè, thấy không nè. Ê mà mua bằng chả đến răng đi. Đâu đây, đâu. Còn không lấy bằng chả. Mấy chị đánh về đi, đi mua mấy cây đi. Trời ơi, chết rồi. Để gì anh đi ra mua bằng chả đánh răng đi. Để chị cách tao đánh lên, tao có kinh nghiệm rồi. Sáng mứng luôn. Rồi nói đại đi còn thiệt. Bây giờ người ta quét lên trước. Nằm lên không? Rồi đem cho phân nắng. Rồi mới vô trồi. Em làm giùm anh. Cái này như vậy trời. Bấm cục chai 500 coi, nước nồi bông hoa đầy đủ. Nắm vô đi nè. Cái tay hả? Ừ. Cho nó thấm. Thấm rồi đem phân nắng. Cái mà chùi đó. Đó, lấy bằng chải cái nha. Giấc con gì? Ơi, vậy là không phải chùi mấy chị anh cho em miếng quẹt. Chùi bằng tay nè. Chùi bằng tay hả? Giấc rồi đem ra phơi nắng. Con bèo đi, đem phơi nắng. Họ đâu biết mà nãy giờ không có gì về. Có ai hỏi không nói. Cứ chà cái chết vợ nó hỏi hỏi hoài. Phơi nắng chị. Chị miếng cây tí. Chị đi. Cái kia đi chị làm. Thì giờ chả kêu phơi nắng thì cứ nghe lời chả phơi nắng đi chứ sao giờ. Chị biết không? Nó ngắm quá. Ai thấy đây nè. Nó gãy tiền. Xong rồi lấy bàn chải xài. Thời gian bao lâu? Thời gian khô nắng là bao lâu? Nó khô lại. Khô là khoảng bao lâu ta? 10 phút 15 phút. Vậy chút xíu đem là nó chút khô. Lấy cái bàn chải ngăn chà cái lại ra. À, mình có nên tình động không? À, phải có bàn chải nó ngăn nó vô được nha. Ít thôi, mình mới quá. Mấy kẻ, mấy kẻ. Mình có nên tình động không? Nhiều quá đánh nó bị mờ luôn. Anh Ngọc mua bàn chải nó ngăn nghe Ngọc. Anh chăng nào gậy. Cho nó vô mấy kẻ. Trắng trường mai làm con dâu. Ngồi đây Ngọc. Để đưa để nè. Đi có mùi nha. Mùi cái mùi 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 mùi, mùi, mùi xăng giống như mùi xăng. Phải được cái đó hai lách về chuyện cái dĩ đó cái. Trời ơi, nó quan trọng lắm đó nghe Hải. Vậy là hết rồi, nghỉ hết rồi. Nghỉ nó đừng lọc đó. Bà nói là đi xe 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 thì có dám. Thấy thì mình kéo ra nè. Từ từ kéo. Biểu lấy cái ngón tay, dù ta không dám đánh bằng tay, cái giờ làm nguyên bằng nặng tay. Nặng khác tí. Chà đó, chà đó. Không nói là tha vô để phơi nắng. Không có dù. Mới cười vô, Hải ơi. Tha vô, tha vô để phơi nắng. Một hồi mày, mà không xuất ra một cái ha. Mà tới con chuyện này. Tha vô để phơi nắng rồi, mà không xuất ra ha. Rồi thử một mình ấy ha. Heo keo, còn không cái lỗ.
là keo giỡn. Keo giỡn đừng đúng rồi, keo giỡn nghe này, cái này đúng chưa? Ai hầu nó ra tự gặm mình đi. Không, nói chung không có này, kem đánh răng nó cũng ra nữa. Nhiều vậy. Đây gì biết đủ mà đặt nhiều. Kem răng cũng trời ạ. Nó cái kem ngăn là nó là cái chất tẩy á chị. Họ mẹ keo cái này nó phải có cái đồ đánh của cái lư đồng này chứ không có đánh. Cho em miếng kem đánh răng anh. Cái răng này chứ không làm. Kem đánh răng này nhớ chiến ba giải cứu ha. Rồi kem đánh răng rồi. Thôi ai mà răng nó bị hư á, sâu rồi đen á. Còn còn cái nào nữa không? Không, chuẩn bị cho thằng đi hao vòng. Chục người mà quýnh một người là mập lắm. Cái gì nữa rồi? Cái gì nữa tới con chị nữa rồi. Cho mượn 60 ngàn hết. Đây lấy cho. Đây ông coi cơ mượn 60 ngàn đi. Ủa sao cái tay em đã chết rồi? Có không nè? Có tiền trời. Nè ngáp. Sao chục đâu mượn? Dì mình học mấy chục. Này lát lấy bằng chải lại nước là sạc. Cái gì vậy? Khó dạ, không dạ không chẳng. Không cho nó thấm mà, dạ đều cho nó thấm mà. Thấm dạ dưới đây hả? À? Thôi lỡ 40 ngàn. Quá quý, cô chú anh chị ơi, đây là cái đèn mà hôm qua là Dì Minh nói là ý tưởng là phải cho đèn chớp vô, hôm nay gì có đèn chớp thiệt à, có đèn chớp treo lên hai cây mai kế hoạch rồi ha, với gồng đồ nghe quý của chú anh chị lên kế hoạch trước rồi đó. Đó mình ý tưởng rồi, còn ai làm thì mình quay nha, chụp cái đây mua vài cái chanh luôn, nghe chanh luôn cho từng máy luôn à quý chú vậy đây nè, hợp vậy mua bằng chải, ê mua bằng chải rẻ tiền cho nó cứng. Kiếm chanh không phải ta có cứng dễ chà. Mua em dám đi. Đúng rồi. Chanh nó lẹ lắm. À, quá dữ, quý cô chú chị ơi. Nè. Đó. Đâu anh đâu anh? Đây, thôi cho em coi chi cho em coi được rồi, em coi chi. Đó, quý cô chú chị. Má em coi được rồi. Đây. Rồi ok. Rồi, à, cái này cái thanh dây đèn cho mày nha. Tay âm làm rớt rồi, không có đèn mớt luôn nha, tẩy luôn rồi. Có đèn mớt luôn quý cô chú chị, đèn năng lượng á anh, đèn chớp, đèn chớp năng lượng hả gì? Đèn chớp mà đó, quấn lên mấy cây mai đó. Ý là điện hả gì? Năng lượng ở đây có điện đâu, cắm cái gì mà điện. Ai vậy? Anh Tổng xuống mẫu nữa. Không anh Ngọc ơi, anh Nam anh Ngọc đi mà. Nói cô chú anh chị ơi, sao kia anh Ngọc ơi. Căng quá rồi, căng lắm. Đứng cái nè mà sống nha. Hết, anh vô sống đây coi sao á. Có hứa mình dọn gì được chưa? Mà để cho anh chị qua đi. Nè nè cầm đi lên vô đổng coi cho. Anh ba đai đúng không? Ờ. Anh ơi, có thử coi chú nói sao. Có dọn đi dọn chưa? Để bên trong.
ra phía ngoài cho nó rộng. Cái này hôm qua là em cũng có ý kiến rồi đó, nó thôi mình đem ra phía ngoài qua bữa nay em quên rồi, nói thôi đem ra phía ngoài đi, nó vậy được rồi rộng. Nó nói nào sáng rồi tại vì ông đi chợ rồi lấy đôn lên đúng không anh? Hả? Lấy đôn vô phải không? Lấy đôn vô. Dạ. Rồi nó nói là chân qua tới là dẹp trộn mấy cái đó cho sạch sẽ. Dạ. Đừng để vậy. Dạ. Đừng quay anh nha. Dạ. Quay, nãy giờ ghi hình. Tôi đẹp trai ghê ha. Dẹp qua gấp nó trộn. Ừ, đứng đẹp ghê luôn á. Cái gì? Ủa? Ủa? Ai biết để đâu tốt làm sao chị cũng thấy đâu. Thế y như những gì anh em nói không? Lên lý cái đồ này nó cũng không thích gì mấy, đúng không? Nói lắm đó. Ê, nhưng mà để đó mình để gì cũng đẹp mà. Đúng rồi. Đầu hợp tình hợp lý rồi. Ngay từ đầu mình đã kêu đem trong rồi mà. Để trong mà ông ngọc không chịu. Rồi thôi chị đẹp rồi. Ủa sáng cũng nói rồi để vô trong đi. Nói để trong chứ những ngày mà tới đây người ta tới viếng mộ đông nó kẹt luôn, cứng luôn á, mình để đi. Ông không chịu thôi. Em nhớ cái ý tưởng của anh hồi đó không? Em mang đi đâu vậy ông Dạng? Nhỏ mang đi cũng không thấy được cái bông. Để ngoài đó. Lúc đầu là mới đường thì cũng mang vô được hay thiệt. Năm chục kia kìa, năm chục kia nữa hả? Năm chục nhỏ kia kìa. Rồi rồi, cái loại nhỏ đó. Cái bàn mới được. Anh đó căng lắm á. Đâu căng sao, căng sao. Ừ. Ừ. Rồi đấm luôn. Thấy dặm đỡ cục xương. Ờ bất ngờ đòi đấm liền tiên luôn. Trời ơi, nay ăn chúng mình gấu hả? Ăn gì vậy? Đâu đấm lại ơi. Đấm đi, đấm luôn đi. Đấm liền tiên luôn. Ừ, hôm nay sao hơi cay vậy à? Sáng có uống xì tin chưa? Chưa. Anh nhớ mỗi lần anh đói bụng là anh hay cà bạo. Sao rồi, ổng kêu anh chạy ra ngoài chở kìa, nhưng mà từ từ anh. Để làm xong clip này cái. Hơn nữa ra ra ngoài chỗ đôn nha, anh tưởng mất kia. Anh tưởng rồi, ra viên người ta cũng chở, người ta cũng mừng ha. Tại tôi làm à. Hả anh Minh, thấy ý kiến em tốt không? Quá tốt. Phải hợp lại. Tôi xin cảm ơn anh chị ạ.